Việt Nam là một đất nước đang phát triển, vì thế nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ, được đào tạo bài bản ngày càng lớn. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng rất nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm. Để lựa chọn được một trường đại học uy tín, chất lượng, ra trường có việc làm ngay là những câu hỏi làm rất nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh trăn trở. Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, ngay từ ngày đầu thành lập, Đại Nam đã có sự đột phá mạnh mẽ trong giáo trình giảng dạy. Đại Nam là trường đầu tiên đào tạo tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên trong cả 4 năm. Sinh viên sẽ được đào tạo bằng mọi phương pháp để đạt được trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC từ 450 đến 600 điểm trở lên đối với từng chuyên ngành. Với trình độ tiếng Anh như vậy, các cử nhân Đại Nam ra trường không những đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng mà còn đủ điều kiện để tiếp tục học thạc sĩ ở trong nước cũng như nước ngoài. Bên cạnh đó, Đại Nam là một trong số ít những trường đại học đưa 10 kỹ năng mềm vào giảng dạy. Hiện nay, kỹ năng mềm là yêu cầu của hầu hết các doanh nghiệp và cũng là điểm yếu lớn của các sinh viên mới ra trường ở Việt Nam nói chung. Việc đào tạo 10 kỹ năng mềm sẽ giúp cho sinh viên Đại Nam sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường công việc, phát huy được tối đa năng lực của mỗi cá nhân. Đại Nam cũng là trường đại học đầu tiên đưa môn học, học tư duy làm giàu và thành công trong sự nghiệp thành môn học chính khóa cho tất cả sinh viên. Nhờ đó, sinh viên Đại Nam ra trường không chỉ giỏi về kiến thức lý thuyết gắn liền với thực tiễn, mà còn có được bản lĩnh vững vàng của một doanh nhân vươn tới làm giàu cho chính mình, thăng tiến, thành đạt trong sự nghiệp và cuộc sống. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên học tập, nhà trường đã đầu tư một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến. Tất cả các phòng học đều được trang bị màn hình, máy chiếu. Các phòng học ngoại ngữ, tin học đều có hệ thống máy tính nối mạng. Thư viện được đầu tư hiện đại với hàng ngàn đầu sách phục vụ cho nhu cầu học tập, tham khảo của sinh viên. Hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên cũng là một điểm khác biệt lớn ở Đại học Đại Nam. Các môn học được thi cuối kỳ, cuối năm theo đề thi trắc nghiệm trên máy tính. Học sinh không cần phải học thuộc lòng một cách máy móc như trước kia, mà chỉ cần học hiểu, nắm được bản chất của vấn đề. Kết quả thi hiện ngay trên máy tính sau khi sinh viên trả lời xong. Do đó, kết quả học tập là công bằng, hoàn toàn không có tiêu cực trong thi cử ở Đại Nam. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, Đại học Đại Nam đã hợp tác với nhiều trường đại học nổi tiếng như Trường Đại học James Cook Australia, Trường Đại học Kaplan Hoa Kỳ, Học viện Phát triển Quản lý Singapore. Sinh viên sau khi theo học một năm tại Đại học Đại Nam có thể học liên thông và lấy bằng tại các trường đại học quốc tế đã hợp tác với trường. Bên cạnh chất lượng giáo trình và cơ sở vật chất, Đại Nam cũng rất chú trọng tới đội ngũ giảng viên. Hiện trường có 144 giảng viên, trong đó số giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên chiếm tới 68%. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kỹ sư tiến sĩ Lê Đắc Sơn là người đã có 10 năm giảng dạy tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau nhiều năm tu nghiệp ở châu Âu, ông trở về nước và trực tiếp làm tổng giám đốc của một ngân hàng lớn ở Việt Nam gần 10 năm. Hiện nay, ông đang dành toàn bộ tâm huyết của mình để xây dựng Đại Nam trở thành một trong những trường ngoài công lập hàng đầu Việt Nam. Chú trọng tới đầu ra cho sinh viên, ngay từ khi thành lập, Đại Nam đã ký kết hợp tác với các ngân hàng lớn như VPBank, Techcombank, MBBank và GPBank để đào tạo sinh viên. Theo đó, các ngân hàng sẽ phối hợp với nhà trường soạn thảo chương trình đào tạo ngành tài chính, ngân hàng, kế toán phù hợp với tiêu chuẩn chung và đáp ứng những yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Đây không chỉ là môi trường giúp sinh viên thực tập mà còn trực tiếp mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên. Nhờ đó, sinh viên Đại Nam ra trường có thể tìm được việc làm ngay và doanh nghiệp thì không phải đào tạo lại. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ giới thiệu, tư vấn các công ty, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng về các ngành nghề do nhà trường đào tạo cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đại Nam là một trường đại học đào tạo đa ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước.